Xin chào các bạn. Nếu như các bạn đang có tài chính khoảng tầm 15 đến 20 triệu và đang băn khoăn là không biết là nên lựa chọn cây đàn piano nào để sở hữu, thì trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm cũng rất là tốt ở trong tầm phân khúc giá đó. Hãy cùng mình theo dõi hết video này để chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là cây đàn mà mình giới thiệu sẽ là cây đàn nào và nó có những cái tính năng gì nổi bật các bạn nhé. Để mà nói ở trong cái tầm phân khúc giá khoảng 15 đến 20 triệu đồng thì chúng ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Trong đó chúng ta hoàn toàn có thể mua được những cây đàn piano mới 100%, như là những cây đàn Yamaha P125 này, Yamaha IDP103 hay là đàn của Casio, Roland chúng ta cũng có. Tuy nhiên thì nhân vật chính mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay lại là một cây đàn piano đã qua sử dụng đến từ thương hiệu Yamaha. Đó chính là cây đàn Yamaha CLP330. Vậy thì cây đàn này sẽ có những cái ưu điểm gì và nhược điểm gì so với những cây đàn piano mới? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các bạn nhé. Đầu tiên, nói về thiết kế của cây đàn CLP330 này thì có thể nó chưa phải là một cây đàn piano điện mà có thiết kế đẹp nhất. Nhưng cái thiết kế của nó có lẽ rằng cũng rất là đẹp và mình tin rằng sẽ có rất nhiều người thích cái kiểu thiết kế này. Một kiểu thiết kế khá là truyền thống. Tuy nhiên thì cái quan trọng nó là cái thiết kế của nó vô cùng cứng cáp và chắc chắn. Cây đàn CLP330 thì thuộc phân khúc cao cấp của Yamaha, cho nên là cái thiết kế của nó được Yamaha làm cũng vô cùng chắc chắn, từ những cái tấm gỗ rất là to và dày, được làm rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Cho nên là cái cây đàn này có một cái trọng lượng cũng khá là nặng, rơi vào khoảng tầm 65kg. Đó, cho nên là khi mà di chuyển cái cây đàn này thì cũng khá là nặng đấy các bạn nhé. Và cái kích thước của cây đàn này, chiều ngang thì là nó khoảng 1m4. Chiều cao tính đến phần mặt đàn này thì nó rơi vào khoảng tầm 92cm. Và chiều rộng của cái cây đàn này thì nó khoảng tầm 52cm gì đó. Thì với cái kích thước này thì nó cũng so với những cây đàn piano điện ấy thì nó cũng khá là to. Và mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp để các bạn để trong phòng khách, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cây đàn này để trang trí cho ngôi nhà của mình cũng rất là đẹp. Ở trên cây đàn này thì chúng ta sẽ có ba cái tùy chọn màu sắc cũng khá là phổ biến. Đầu tiên là cái mã là CLP330 ấy, thì nó sẽ có cái màu nâu đen, một cái màu rất là truyền thống mà chúng ta thường thấy ở trên những cây đàn Yamaha. Tiếp theo là cái mã là CLP330C. Cái mã C ở đằng sau ấy thì nó sẽ có ký hiệu C là màu vàng các bạn nhé. Còn cái màu sắc mà các bạn đang nhìn thấy cây đàn ở đây thì nó là cây đàn CLP330M, tức là cái ký hiệu chữ M ấy thì nó sẽ là thể hiện là cây đàn này có cái màu nâu đỏ vân gỗ. Thì trên thực tế thì mình thấy rằng có rất là nhiều người yêu thích cái màu nâu đỏ này, bởi vì nó cũng khá là độc đáo. Cây đàn Yamaha CLP330 này thì được Yamaha sản xuất vào khoảng năm 2008. Tính đến nay thì nó cũng được khoảng tầm 14 năm rồi đấy. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta so với những cây đàn piano cũ ở trên thị trường được bán rất là phổ biến bây giờ ấy, có cái tuổi đời từ 20 đến 30 năm, thì có lẽ rằng cây CLP330 này thì nó cũng chưa phải là quá cũ. Và nếu như so sánh về tính năng cũng như là về công nghệ của cây đàn này với những cây đàn piano mới nhất bây giờ thì có lẽ rằng nó cũng chưa phải là bị lỗi thời đâu các bạn nhé. Ở phía dưới gầm đàn bên trái thì chúng ta sẽ có hai cái cổng tai nghe để hai người có thể nghe tai nghe cùng một lúc. Và thông thường với những cái cây đàn piano khác ấy, thì chúng ta cắm tai nghe thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt cái loa của cái cây đàn đi để chúng ta chỉ sử dụng tai nghe thôi. Tuy nhiên thì ở trên cây đàn này chúng ta sẽ có một cái nút gạt với cái ba cái tùy chọn. Đầu tiên là tùy chọn là on thì nó sẽ là bật loa lên. Chúng ta cắm tai nghe thì nó vẫn bật loa. Còn một cái tùy chọn off tức là khi mà chúng ta cắm hay là không cắm tai nghe thì nó vẫn tắt loa đi. Và có một cái tùy chọn nữa là cái tùy chọn switch, tức là chúng ta có thể gạt về cái chế độ speaker switch thì nó sẽ tự động khi mà chúng ta cắm tai nghe thì nó sẽ ngắt loa của đàn. Còn khi mà chúng ta rút tai nghe ra thì loa của đàn sẽ phát bình thường. Ở trên cây đàn này thì cũng được trang bị khá là đầy đủ các cổng kết nối. Ở phía dưới gầm đàn ấy thì chúng ta sẽ có ba cái cổng MIDI in, out và through ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cổng để kết nối với máy tính. Đây là cái cổng USB, một cái chuẩn cũng khá là mới. Và chúng ta sẽ có hai cái cổng AUX out để có thể xuất âm thanh ra các dàn loa bên ngoài. Cũng như là chúng ta sẽ có hai cái cổng AUX in để có thể phát nhạc từ điện thoại, máy tính hay là các thiết bị phát nhạc bên ngoài để phát trên loa của cây đàn này. Ở phía dưới gầm của cây đàn này chúng ta cũng có một cái phần tem được Yamaha dán lên. Ở trên đây chúng ta sẽ có những cái thông tin về cái cây đàn này, như là tên model cũng như là những cái thông tin về xuất xứ. Cây đàn này thì được sản xuất tại Indonesia. Và cây đàn này thì có xuất xứ nhập khẩu từ Nhật về, cho nên là nó sử dụng nguồn điện là 100V các bạn nhé. Nếu như các bạn sử dụng ở điện lưới của Việt Nam mình thì sẽ cần phải qua một cái bộ chuyển đổi từ điện 220 xuống 100V để sử dụng.
Ở bên cạnh home bên trái của cái đàn này thì chúng ta sẽ có một cái cổng USB ở đây. Qua cái cổng này thì các bạn có thể cắm USB, chép dữ liệu MIDI vào bên trong USB và sử dụng ở trên cái đàn này. Cũng như là các bạn có thể lưu những cái bản nhạc mà các bạn tự chơi thành những cái file MIDI và lưu vào bên trong USB để các bạn có thể sử dụng. Ở trên cái đàn này thì chúng ta cũng có 3 cái chân pedal, và chức năng của các cái chân pedal này thì mình đã có một cái video nói rất là chi tiết, thì các bạn có thể tham khảo ở trên kênh YouTube của mình các bạn nhé. Cái đàn này thì được Yamaha trang bị 88 phím bấm với cái công nghệ GH3 cao cấp. Và cái công nghệ này thì nó còn cao cấp hơn cả trên những cái bàn phím của dòng P hay là dòng IDP. Chính vì vậy khi mà trải nghiệm mình chơi trên cái phím bấm của cây đàn này thì cảm giác nó phải nói rằng rất là thích. Phím bấm của chúng ta rất là nặng và chắc. Cảm giác chơi khi chơi thì nó rất là linh hoạt, phím rất là êm. Nó không hề tạo một cái cảm giác lỏng lẻo một chút nào. Đó, và có lẽ rằng đây cũng là một trong những cây đàn piano điện mà có cái bàn phím rất là tốt. Và thực tế qua quá trình mình sử dụng và trải nghiệm thì cái cây đàn này nó có cái phím bấm cũng khá là bền. Nhận xét về tiếng của cây đàn này thì mình sẽ nói về cái chất âm của cây đàn này trước nhé. Thì cây đàn này sẽ được Yamaha trang bị cái công nghệ là Pure CF Sampling. Tức là hiểu nôm na thì Yamaha họ lấy mẫu âm thanh từ một cái cây đàn đại dương cầm Grand Piano Yamaha CF3S. Đây là một cây đàn cũng rất là nổi tiếng của Yamaha. Chính vì vậy cho nên là có thể nói là cây đàn CLV330 này có một cái tiếng đàn cũng rất là hay. Nghe nó thanh thoát và nó có một cái màu sắc rất là đặc trưng của Yamaha. Lát nữa thì mình sẽ demo cái âm thanh để các bạn có thể nghe thử. Nếu mà nói thì về cái chất âm ấy thì mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Có người thích chất âm của Yamaha, có người thì thích của hãng Roland, vân vân. Thì tuy nhiên thì nếu mà chúng ta chỉ so sánh ở trong cái dòng Yamaha với nhau ấy, thì cây đàn CLV330 này thì cũng có cái tiếng đàn cũng rất là hay ở trong cái dòng Yamaha rồi. Và nếu mà nói về cái bộ loa ở trên cây đàn này đó, bởi vì cái tiếng đàn ấy thì nó còn liên quan đến cả loa nữa, nó có hay hay không một phần là do cái bộ loa của cây đàn này. Thì cây đàn CLV330 này được trang bị hai cái loa với cái đường kính là 16 cm, và cái công suất của mỗi một bên loa là khoảng 20W, tức là tổng cộng của nó sẽ đạt khoảng tầm 40W, cho nên là cái công suất loa của cây đàn này cũng khá là ổn. Nếu như các bạn để ở trong phòng khách khoảng tầm độ 40-50m thì vẫn có thể sử dụng tốt. Và cái chất âm của cái bộ loa này ấy, thì nghe nó cũng khá là khỏe. Tổng kết lại thì mình thấy rằng cây đàn CLV330 này cũng là một sự lựa chọn rất là tốt ở trong tầm phân khúc giá của nó. Nếu như các bạn so sánh với những cây đàn piano mới bây giờ ở trong cùng cái phân khúc giá này ấy, thì mình thấy rằng cây đàn này nó sẽ có cái thiết kế đẹp hơn. Cái chất lượng thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ tốt hơn, âm thanh cũng hay hơn. Đó, tuy nhiên thì cái gì nó cũng có giá của nó phải không các bạn? Nếu như các bạn mua một cái đàn mới 100% ấy thì nó sẽ yên tâm hơn và cái chất lượng thì các bạn có thể tin tưởng được. Còn nếu như các bạn đã mua một cây đàn qua sử dụng rồi thì chúng ta sẽ có những cái rủi ro nhất định. Đó, tuy nhiên nếu như các bạn lựa chọn được một cây đàn mà còn mới, còn đẹp, ví dụ như cây đàn này chẳng hạn, đó, thì mình cũng phải lựa chọn rất là kỹ, thì chắc chắn là cái giá trị mà nó mang lại sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và đó cũng sẽ là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời các bạn nhé. Như vậy thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về cây đàn Yamaha CLV330. Hy vọng rằng với những các thông tin mà mình đã chia sẻ thì sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn cho mình một cây đàn piano phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích, đừng tiếc bấm một nút like cũng như là đăng ký kênh của mình để có thể theo dõi những video mới nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau đây thì mình sẽ demo cái âm thanh của cây đàn này các bạn nhé. Thank you.
Thank you.